Thưa quý vị, từ ngày 15 tháng 10, hệ thống camera giám sát giao thông lắp đặt trên quốc lộ 51 đã khởi động trở lại. Đến nay đã ghi nhận hơn 250 trường hợp vi phạm. Phát hiện vi phạm qua hình ảnh chủ yếu là lỗi không chấp hành tín hiệu đèn, vi phạm tốc độ, trong đó có 38 trường hợp vi phạm tốc độ. Qua kết quả xử lý, đã có 9 trường hợp đến chấp hành quyết định xử phạt và mọi người đều đồng tình với lỗi xử lý vi phạm mà đơn vị đã cung cấp qua hình ảnh. Phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã gửi thông báo vi phạm đến các doanh nghiệp vận tải hoặc cá nhân thông qua bưu điện, mời dây trụ sở phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh làm việc. Trước khi ra quyết định xử phạt, người vi phạm được cán bộ xử lý cho xem lại hình ảnh vi phạm của mình. Theo nhận định của cán bộ xử lý, tất cả người vi phạm đều rất hợp tác.